Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ đến các bạn là một cái xích đu được sử dụng bằng sắt đấy, ở ngay khu resort ở tại khu vực gần Tam Cốc, Bích Động, đấy, gần Thung Nham. Thì ngày hôm nay cái muốn chia sẻ đến các bạn là cái xích đu hình thức như này. Thì tôi đang ngồi lên chốc cái này. Đấy, cái việc đầu tiên thì mình chia sẻ luôn là ở ngoài trời ấy, thì bạn nên sử dụng những cái loại mà bằng sắt mỹ thuật mà được sơn kỹ đấy, lưu ý được sơn kỹ ngoài cái hình thức mà các bạn nhìn thấy ra đấy là phải sơn kỹ. Thế cái này xích đu này thì để làm gì thì nó rất là hữu ích khi mà đặc biệt là với những bạn mà có nhà vườn biệt thự hoặc cũng có thể là cái nơi như nghỉ dưỡng như này, để các bạn sẽ biết rằng hay là có những cái xích đu ở ngoài trời như này, thứ nhất là độ bền là cao. Cái việc thứ hai ấy là làm cho mình một cái nơi kiểu nghỉ ngồi có thể giải trí hay là có thể là ngồi để có thể là thư giãn mỗi lúc mà mình mệt mỏi hay là mình cảm giác như nơi, kể cả mình ở nơi ở của mình ấy, mình cũng sẽ được làm sao trải nghiệm như một cái nơi resort. Thế thì ở đây thì resort họ cũng đã sắm cho chủ chủ nhà đã sắm cho cả resort một cái xích đu này để cho khách tham quan du lịch đến đây để trải nghiệm được cái khu vực này. Thế thì cái xích đu này sẽ được nhìn, vị trí thì đặt nhìn ra phía hồ để các bạn sẽ thấy rằng là cái vị trí đặt cũng rất quan trọng, bởi vì khi mình nhìn vị trí đặt xích đu này sẽ được nhìn bao quát tổng thể ra khu vực mà gần như là chỗ nào đẹp nhất. Đấy, thì ở phía ngoài phía đối diện với xích đu ra ấy, thì có những cái căn nhà nhỏ đấy, căn hộ gia đình để có thể nghỉ dưỡng, và trước bên dưới thì đã được có một cái ao đấy, cái ao rộng rất là rộng có thể là câu cá được. Thì đây là một cái ý tưởng là những cái nơi mà bạn có cái diện tích đất rất là lớn và mong muốn là để có một cái gọi là cái nhà nơi nghỉ dưỡng cuối tuần về cũng được, hoặc là bạn mong muốn là có một cái nơi khác biệt. Và bạn lưu ý là cái xích đu thì sẽ được có thể làm theo ý của mình, theo thiết kế và theo ý tưởng của mỗi gia chủ. Và quan trọng nhất là gì, là cái phần sơn sơn ở cái vị trí mối hàn này thì được rất là kỹ để tránh rỉ, bởi vì là thời tiết ở phía ngoài đấy đấy. Thì ok, thì nếu mà các bạn có làm xích đu ở ngoài trời thì bạn có thể làm là nên không phải nên làm hai người ngồi đâu, chiều dài để có thể là có thể mình có thể là hai người lớn và hai trẻ nhỏ. Mình không có điều kiện làm dài to thì làm có thể là một trẻ nhỏ có thể ngồi đây được, ví dụ như một gia đình họ đến đây họ chơi chẳng hạn. Thì đây là một cái nơi, một cái trải nghiệm cho bất kỳ ai mà đến những nơi du lịch như này, và xích đu không còn xa lạ với những gia đình. Bởi vì các bạn nghĩ rằng chỉ có nơi du lịch thì có những cái xích đu như này, mà ngay ngay gia đình bạn cũng có thể sắm được những xích đu này để có thể trải nghiệm cái việc đó. À, vâng, xin chào, vừa rồi cũng chia sẻ các bạn một cái xích đu bằng sắt mỹ thuật để các bạn tham khảo. À, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.